Thưa các bạn, trước sự truy quét gắt gao của các lực lượng tiểu phỉ, Triệu Tá Sán bên ngoài tỏ ra bình tĩnh đối phó, nhưng thực chất bên trong hắn cũng vô cùng lo lắng. Đã hơn một tháng chui lùi trong rừng, đối mặt với cuộc sống thiếu thốn, đói rét, khổ sở, Triệu Tá Sán hiểu hơn về cái gọi là lòng trung thành, sự thiện chiến và những ràng buộc lẫn nhau trong mặt trận phòng tô của hắn. Cách giữ người và rèn quân của Triệu Tá Sán là luôn lấy mối ràng buộc giữa đàn em với gia đình người thân để làm điểm tựa uy hiếp. Nếu tinh thần của đàn em nào bị lung lay, ra hàng chính quyền, thì ngay lập tức người thân trong gia đình đó sẽ gặp nhiều chuyện không hay, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lối giữ người tàn ác đó của Triệu Tá Sán có phần phát huy tác dụng, khiến nhiều thổ phỉ muốn quay đầu nhưng cũng không dám. Bên cạnh đó, Triệu Tá Sán cũng khôn khéo dùng kế mua chuộc để lừa bịp đám đàn em ít học, vốn dĩ rất sợ hắn. Chẳng hạn như sau khi binh sĩ Đài là đàn em của Triệu Tá Sán bị du kích bắn chết, Triệu Tá Sán cho gọi những kẻ có họ hàng với Đài lên gặp và úy lạo rằng những lời thương xót, chia sẻ, thậm chí làm lễ cấp sắc cho Đài theo đúng phong tục người Dao, để những người còn sống là họ hàng của Đài như On, như Phim thì vô cùng biết ơn Sán. Làm được điều này, Triệu Tá Sán đã xảo quyệt dồn sự căm thù của người dân trong gia đình Đài và cả nhiều người dân khác trong bản lên những người du kích, bộ đội đang làm nhiệm vụ tiễu trừ thổ phỉ. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Anh cho bộ đội mang cơm dẻo canh nóng lên ép cô ăn, mang mật ong ra pha cho cô uống. Anh làm những gì có thể để làm an lòng cô gái bất hạnh. Xong đề nghị giúp đỡ của cô làm anh lúng túng. Lúng túng nhưng không thể không giúp. Người Dao trọng thế giới bên kia, coi thế giới bên kia mới là cái đích của đời người. Tiễn đưa người quá cố phải theo nghi lễ tín ngưỡng nghiêm ngặt. Không phải là người đồng tộc, không phải là thầy cúng có uy tín, thì không thể dẫn hồn đến vương cung thánh đường. Hồn sẽ làm khổ người sống kẻ chết. Sinh ra là người ở thế giới cực dương, chết đi là hồn ở thế giới cực âm. Con người như bánh xe quay vòng qua năm vận. Khi sống, bố chồng Pham làm nhiều việc trái với lẽ thường, thì khi chết hồn vía phải đối mặt trước Diêm Vương, phải để cho vòng quay luân hồi năm vận trả giết. Nhưng người chết không thể không làm ma, không thể để hồn người chết vất vưởng mãi trên dương gian. Giúp Pham làm ma cho bố chồng là nghĩa tử nghĩa tận, là thể hiện cái tâm cái tình của người cách mạng. Nhất là lúc đang nước sôi lửa bỏng, rất cần thu phục lòng người, giành giật lòng tin. Long cùng ban chỉ huy bàn nát nước vẫn không ra kế sách gì, cuối cùng phải cho bộ đội tỏa đi các thôn bản tìm thầy cúng. Qua một ngày một đêm, cả tiểu đội bộ đội lặn lội khắp nơi mới mời được một ông thầy cúng già đưa về. Rất may có thêm một cán bộ đã được cấp sắc ba đèn xung phong phụ lễ. Việc tìm thầy coi như tạm ổn. Long cho người về châu mang lên một con lợn, một thồ gạo nếp gạo tẻ, 10 ống rượu giúp việc làm lễ. Người chết mới được cấp sắc ba đèn nên đám tang chỉ diễn ra trong một ngày một đêm. Trong muôn vàn thiếu thốn gấp gáp, các lễ vẫn diễn ra trình tự bài bản. Lễ thông quan cho người chết vẫn được tổ tiên nhà vua khớp với tên tuổi trước khi cấp sắc. Thầy cũng đã mời được vua của người Dao đỏ, vua của đất nước, thần lửa, thần đất, bản vương, người cai quản bản làng, thần phù hộ cây cối, thần khai thiên lập địa, thần cai quản ma quỷ trên thế gian, sư phụ của các thầy, xuống chứng giám xử án. Theo sự chiêu tập của thầy, 36 binh quân của người chết về quây quanh tiễn đưa hồn và cùng tổ tiên, nhà vua, các thần hưởng tiệc khao quân. Đám ma bố chồng Pham diễn ra suôn sẻ, đã làm vui lòng người chết, yên lòng kẻ sống. Nhưng Pham buồn, buồn lắm. Việc tâm việc nghĩa của cán bộ bộ đội đã lôi nhiều người của bản ra khỏi tổ. Họ đã xuống tay lo chuyện tang ma cho bố chồng cô. Việc đau buồn đi qua,
nỗ lực của cán bộ bộ đội lại giống như đá ném ao bèo. Cái bàn lại chốt cửa im lìm thở ngắn than dài. Cán bộ bộ đội lại cạy răng không được ở dân bản một lời. Sự xa lánh trốn tránh cán bộ bộ đội của dân bản làm cho Phan say rất khó chịu. Đành rằng thân phận đang thoi thóp nổi trôi giữa dòng sông như cô, có người giơ tay ra cứu vớt thì việc chịu ơn là đương nhiên. Nhưng làm người phải biết nghĩ chứ. Thấy người tốt việc tốt mà không động tâm ngẫm ngợi thì khác gì ăn cơm quên ruộng, ăn cá quên sông, đắn cây xong quên rìu. Họ cứ rơi vào cảnh làm nên thấy cả chính họ lâm nạn một người cũng không thấy mặt, xem có thể nhắm mắt làm ngơ được không. Nhìn những việc làm của cán bộ bộ đội lo cho mình, cô lại cồn cào thương Bác. Bác đã bao năm năn lộn, đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức cho đất này. Vì cái gì? Bác chết không hợp lẽ, không cha mẹ, anh em ruột thịt ở bên. Vì cái gì? Nhiều người nói phỉ tốt, nhưng lần nào nổi phỉ là lần đó nhà nhà tan nát, bản bản tan hoang, ruộng nương cỏ mọc, hổ báo vào tận giữa bản, vồ người bắt lợn. Ở cảnh này, chớ với tay sang cảnh khác, thuyền chòng chành dễ đắm. Nhưng cảnh nào, thuyền nào, ai lo cho ai, ai vì mình vì người? Từ khi cán bộ bộ đội đến đất này, Pham chưa thấy họ lôi ra khỏi nhà ai vật gì. Họ có mặt ở bản nào là bản ấy trộm cướp tránh mặt. Có mặt ở nhà nào là nhà cửa cổng ngõ phong quang sạch sẽ. Con đường họ rẽ cây vạch lá cho mọi người mọi nhà là tự mình bay tự mình đỗ. Dẫu còn nhiều ngang tai trái mắt, nhưng những việc họ đã và đang làm cho dân cho bản đang nảy mầm đâm lá. Những việc tốt lâu dài cũng như trước mắt họ đã làm rõ ràng như ngày với đêm, như lửa với nước. Vậy mà trước đây lấy tai thay mắt lầm đường đã đành, giờ tai nghe mắt thấy cùng làm cùng hưởng, mà còn mãi luẩn quẩn tranh giành bắn giết thì còn gì là người nữa. Pham mang tâm trạng không chung đường với dân bản lên dãy bày với Lăng. Cô mong được làm việc gì đó để tỏ rõ lòng mình, để trả ơn những người đã ra tay cứu giúp. Cô cũng không giấu giếm chuyện cô với Bác, người đã cho cô hiểu thế nào là tình yêu, là tự do, là phải nghiến răng đi đến mắt cuối của đời người. Lòng ngỡ ngàng trước sự thật thà của Phan, anh đưa cô đến chỗ mộ Bác. Trước ngôi mộ còn nguyên màu đất mới, Pham gục xuống nức lên. Những uất ức dìm sâu trong tầng tầng vỏ bọc trồi lên. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, dường như mọi thống khổ của thế gian dồn cả vào cô, xiết cô, giờ mới được òa ra. Khóc hết nước mắt, Pham ngồi lặng như tảng đá, hai bàn tay bịt kín khuôn mặt, mà hình ảnh Bác cứ hiện lên một một. Trời ơi, đâu rồi cái dáng con gấu dũng mãnh của rừng già? Đâu rồi sự vồ vập khát khao của con người đói khát? Trời lặng gió, bầu trời trống rỗng. Pham đau đớn, giống cây nứa trôi trên dòng sông khổ ải. Cô càng dìm vật vã xuống thì vật vã càng trồi lên. Cô vồ lấy cái áo của Bác ấp vào lòng, những tưởng cái áo có hơi hướng của anh làm vợi đi những uất ức đau đớn cào xé trong lòng. Nhưng cô đã lầm, cái cây còn sót lại sau bão có thể nương tựa che chắn lúc gió trở, nghỉ mát lúc nắng nôi. Nhưng trong bão lửa, nó lại là vật hiến tế cho thần lửa. Pham vồ lấy tay Long rên lên, tại sao con người cứ làm khổ nhau mãi thế này hả anh? Long rưng rưng xúc động, chính anh cũng không ngờ người phụ nữ nơi rừng sâu heo hút bị cả một vòng vây luật tục, công việc gia đình bưng bít đè nén, lại có một tình yêu mãnh liệt đến thế.
Bọn phản động đang cố tình đày đọa vô hiệu tính thiện, lòng tốt và khả năng vươn tới của con người. Sao chúng không mở mắt ra mà nhìn cuộc sống đang đòi hỏi sự thay đổi từng ngày? Cây chám kia thân vừa ngã xuống sát đất là một bay vù vù đến gặm rỗng cả vỏ lẫn xác từ lúc gỗ còn chưa xẻ. Vậy mà nó vẫn có thể dùng vào việc này việc nọ. Đằng này con người có cái đầu, có con tim lá gan, biết sau biết trước hẳn hoi. Không, bọn chúng có thể lừa lọc, dồn ép được nhiều người đi theo chúng. Nhưng cũng giống như Pham, không lâu nữa mọi người sẽ biết mình phải chọn con đường nào. Đất này sẽ không luẩn quẩn trong chết chóc bệnh hoạn nữa. Những uất ức đau khổ của Pham đã vội bớt. Hai người lặng lẽ dõi nhìn về phía mông lung. Trời đất biến ảo kỳ lạ, mây mù thoát đến thoát bay, cây cỏ thoát được phun mưa, thoát được hong khô như đùa như thật, làm cho lòng người như được như mất. Nhìn cái dáng mất hồn của Pham, lòng long như sát muối. Không thể một sớm một chiều mà thay đổi được nếp làm nếp nghĩ đã ăn sâu vào đời đời kiếp kiếp. Không thể từ một vài việc làm mà có thể làm vợi đi nỗi đau người phụ nữ này đã nếm trải. Nhưng anh, đồng đội của anh, không thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho cô vùng vẫy rồi chìm nghỉm giữa bể khổ. Phải vực người phụ nữ này dậy. Người anh cần tìm là đây, chứ là đâu nữa. Nhân cốt của cách mạng là đây, chứ là đâu nữa. Long lựa lời. Chắc cô đã biết chuyện chín anh em của người Mông. Pham lắc đầu. Long chậm rãi kể. Một nhà nọ, có chín anh em từ trong bụng mẹ theo nhau ra nhìn mặt trời trong một ngày. Họ đều là những chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, tài giỏi, ham hiểu biết, đặc biệt là giống nhau như đúc, và được tiên ông sáng trần phù phép cho mỗi người một cái tài. Tên mỗi người lại được đặt tên theo tài đó. Hàng năm hết vụ cấy cày giúp đỡ cha mẹ là chín anh em lại mỗi người một ngựa cùng nhau đi thăm thú học hỏi khắp nơi. Một lần đi qua kinh thành lở sàn lèng, tức sàn nóc, thấy quân lính của nhà vua đang dựng nhà. Hàng trăm quan quân thợ thuyền lực lưỡng hò reo vỡ cả trời mà không sao đưa nổi cái sàn nóc to nặng lên mái. Ngứa mắt ngứa tay, lửa sàn lẻng giãn mọi người ra, rồi dùng một tay nhấc bồng cái xà đặt lên nóc. Quan quân vừa khâm phục vừa kinh hãi, chúng vội cho người về bẩm báo với nhà vua. Nhà vua nghĩ, kẻ có sức mạnh hơn cả trăm người thế kia sẽ gây hậu họa cho vương triều của mình, nên sai quân lính tìm bắt lửa sàn lẻng đem chém. Từ nơi quán trọ, Tả Thiên Phong tức biến như gió vểnh cái tai nghe gió lên, biết ý đồ đen tối của nhà vua. Phong đưa sắn khang táo, tức chém không đứt, thế chỗ lở sàn lẻng. Quân lính mang sắn khang táo đi hành hình, nhưng lạ thay, đao phủ cứ chém đứt cổ thì đầu tội nhân lại liền như cũ. Bực mình, nhà vua hét lên, ngày mai cho lột da nhồi chấu. Phong cho Tả phổ phí, tức 4 lần lột da, thế chỗ sán khang táo. Tả phổ phí bị lính nhà vua lột da nhồi chấu, nhưng cứ lột đến đâu da anh lại mọc lại đến đấy. Nhà vua điên tiết quát, đã thế ngày mai cho 5 con trâu được xé xác nó ra. Ngày hôm sau, Phong thay Tả phổ phí bằng vù nhồ phên, tức 5 sức trâu kéo. 5 con trâu được bị một phen bong móng sùi bọt mép mà không xé nổi chàng trai. Cứ thế, lô Tả Tổ bụng to thay vồ nhổ phên xì sàn trù chân dài, thay lô Tả Tổ phà mần thưa trình 8 lớp đất, thay lô Tả Tổ chư phấn mìn nấu không chín, thay phà mần thưa. Thấy người bị bắn chết chém không đứt, lột ra nhồi chấu không xong, trâu xé xác không nổi, bắt ăn mấy chảo thịt không vỡ bụng,
ném xuống biển không chìm, trình tán lớp vẫn đội đất mà lên. Cho và hấp vẫn cười. Nhà vua cho là người thần xuống trừng trị hắn, nên sợ quá quỳ xuống trước Chư Phấn Bình. Lúc này Tả Thiên Phong mới dẫn anh em đến kể tội tên vua độc ác. Dân chúng trong vùng rõ được ngọn ngành, họ đã đuổi nhà vua ra khỏi vương quốc và tôn chiến anh em lên gánh vác công việc đất nước. Dưới sự trị vì của chiến anh em, đất nước thái bình, một năm có bốn mùa thì cả bốn mùa vui. Lâm ngồi lặng cho câu chuyện ngấm vào phan, rồi nói tiếp. Cô có biết tại sao chín anh em lại thắng được nhà vua không? Phàm thật thà, dạ không, em không biết. Long thong thả giơ hai bàn tay lên giãi bày. Là vì chín người biết đoàn kết, biết nghe theo anh cả Tả Thiên Phong. Nếu chín anh em, mỗi người đều cậy mình tài, làm theo ý mình, đi nhầm đường, thì dù có khỏe mấy, tài mấy, cũng phải làm mồi cho thần chết. Phàm ngồi lặng. Cô bâng khuâng hết nhìn rừng núi, nhìn trời mây mênh mông, lại nhìn về phía bản làng lúc ẩn lúc hiện. Cô đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện Long vừa kể. Những người Giang, người Mông, người Pú Nà, người Kinh ở đất này không thiếu người tài giỏi. Họ cùng nhờ trời, nhờ đất, cùng nương tựa vào thần rừng, thần sông, thần núi để sinh sôi. Nhưng họ không phục nhau, người nào cũng như cái gai nhọn, trước đâm vào mắt người, sau đâm vào mắt mình. Bàn nào dân tộc nào cũng chăm chắm vào việc đánh nhau thì làm sao có được yên bình. Con sông nuôi được mình, được rừng, được ruộng là từ những ngọt ngào tích góp, chứ không phải từ sự cuồng loạn. Phàm xúc động. Em hiểu rồi. Lâm thầm thì như nói với chính mình. Khi nặn nên con người, dù ở hình dáng nào, cái tính trời cho vẫn là tính thiện. Nhưng qua nhào nặn của kẻ này kẻ kia, qua sự lãng quên sửa mình mà biến đổi. Nhưng biến đổi gì thì con người vẫn ẩn sâu trong lòng gốc gác. Phàm nhìn Long như nhìn người anh người cha. Cô sẽ rằng, vậy em có thể làm gì để chồng em và mọi người trong rừng phơi bày được cái gốc hả anh? Phải gọi họ về, phải làm cho họ trở lại cuộc sống bình thường như bao đời người dân đất này đã sống. Nhưng gọi bằng cách gì đây? Long cố nén tiếng thở dài dâng lên trong lồng ngực. Phàm thật thà, người khác thì em không biết, chưa chồng em thì có khó gì, đem thuốc phiện mà nhờ thì về ngay thôi mà. Long bật cười, thê hết thuốc phiện thì như thế nào? Nếu chồng cô về mà bọn phỉ đến dọa nạt đánh đập hay giết chết tại nhà thì cô tính sao? Phàm ngớ người, cô chưa nghĩ tới những sự phức tạp như vậy. Long sẽ sẵn, chuyện đối phó với phỉ chẳng khác gì chuyện chín anh em đối phó với tên vua độc ác đâu cô ạ. À, trước tiên phải cho mọi người hiểu được cái đích của bọn phỉ là gì, cái đích của cách mạng là gì, ai mang lại lợi ích cho dân cho nước. Từ hiểu rồi sẽ biết rõ trắng rõ đen, sẽ có được lòng tin để mà nghe mà làm. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, việc thu phục lòng người là rất gấp, nhưng không thể tát lấy cạn, bắt lấy ngay được, mà phải làm sao như thuốc bắc ngấm vào xương tủy mới chữa được bệnh. Mọi việc thành hay không thành cốt ở lòng mình. Cô hãy về nhà, vận động từng người, bắt đầu từ mẹ, từ em dâu, cô dì, rồi người tiếp người, lời tiếp lời. Khi mà việc đúng, việc tốt của cách mạng được mọi người hiểu đúng, lời xấu, lời thối của bọn phỉ không còn làm cho mọi người run sợ nữa, thì họ khác có cách gọi cha anh, em họ đang theo bọn xấu về nhà. Phàm không còn biết nói gì nữa. Những giọt máu nóng nhảy nhót trong lồng ngực làm cô muốn bay ngay về bàn để làm theo lời chỉ bảo của Lâm. Đúng,
khát vọng tồn tại, khát vọng bình yên đầy ứa trong tim trong óc mỗi người, khơi dậy bật ra, nắn cho xuôi dòng, thì sức mạnh trong mỗi con người sẽ vùng lên, họ sẽ nhập thành một dòng sông đạp cho bằng mọi trở ngại. Trung đội du kích của sông đánh tan hoàn toàn đội bảo vệ vòng ngoài của Triệu Tá Sắn. Bức tường rào vững chắc bị chọc thủng, bọn phì hỗn loạn rút sâu vào trong rừng. Sông cho anh em bám sát thì vấp phải đồng bọn của chúng ở vòng trong sông ra tiếp ứng. Những loạt súng máy bắn chặn, những loạt đạn ghém bắn lướt sườn khiến cho trung đội phải co cụm yểm hộ cho nhau bắn trả. Hai bên bắn nhau một hồi, rồi cả hai đều biết không thể đè bẹp được nhau, nên vừa bắn vừa rút. Trung đội của sông rút ra đến chỗ cánh rừng, vừa một sống một chết với bọn phỉ, điểm lại lực lượng, thấy bị thiếu thong một đội viên. Sông chia trung đội ra làm hai tốp tìm kiếm. Tốp của sông tìm dọc lòng suối thì thấy xác của thong. Thong chết gục dưới gầm tảng đá, hai tay vẫn ghì chặt khẩu súng kíp. Mọi người cáng xác thong xuôi theo bờ suối được một đoạn thì gặp hai tên phỉ bị thương, một mắc kẹt trên tảng đá giữa suối, một lê lết trên bãi cát. Máu từ vết thương trên đầu, trên ngực, tên trên tảng đá rỉ ra, làm cho dòng suối tanh ngòm. Một tên 18 tuổi bị đạn xuyên qua đùi, nằm co trên bãi cát rên rỉ. Máu từ vết đạn rỉ ra đến đâu, bị cát hút khô đến đấy. Thấy tốp du kích của sông đến gần, hắn quên cả sợ hãi, nghển cao đầu, hai tay chới với kêu van: "Cứu, các anh ơi, cứu em." Đau đớn thương xót đang làm tốp du kích ngùn ngụt hờn căng. Giọng kêu van đau đớn thê thảm của kẻ vừa giết chết đồng đội của họ càng làm cho hờn căng bốc lửa. Không ai bảo ai, tất cả lao ra bãi cát nhằm vào tên phỉ ra sức đấm đá. Sâm đứng ngây người. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm cho anh rối lên không biết xử trí ra sao. Mãi đến khi tên phỉ thoi thóp, anh mới lao được vào giữa đám người cuồng hét lên: "Không được đánh, không được đánh." Lời hét của sông vụt đi theo gió, mưa đấm mưa đá vẫn trút xuống khắp người kẻ thoi thóp. Sông nhớn nhác, anh vội giơ súng lên trời bóp cò. Tiếng súng nổ chát chúa làm cả đám người cuồng hẫng người dừng tay. Sông hồn hển: "Không được đánh, không được giết, chính sách tù binh." Một người có khuôn mặt sâu quay nón quắc mắt gầm lên: "Nhưng mà nó giết người mình, nó chính sách gì với mình?" Những tiếng hét chứa chất căm thù ùa theo như vỡ đập. Đúng đấy, nó giết người mình, nó o ép dân mình, đập chết con chó đi, không giết nó đưa người về giết cả bản đấy, cho nó về với đất đi. Sông cuống lên, anh chạy quen, mồm hét tay xua. Sông rào nữa không cản được đường voi. Bực mình, anh giương súng chĩa cả vào đám người đánh thép: "Ai động đến nó, tôi bắn." Cả đám lặng đi, họ nhìn người chỉ huy như nhìn người rừng. Sông nghiến răng đanh mặt, từng lời rõ ràng như từng nhát búa đóng xuống đầu cọc. Nó giết người, nó phải đền mạng, nhưng xử nó phải trái rõ ràng, phải cho dân bản, cho đồng bọn của nó hiểu rõ chính sách của chính phủ. Không thể muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Cả đám lồi lũi nhìn nhau, thấy đám cháy nguôi nguôi, sông dấn lên: "Bây giờ ta phải cứu chữa cho hai tên phỉ, đưa nó cùng xác đồng chí Thong về bãi tập trung, rồi cho người về báo cáo cán bộ Long." Mọi người đang lặng lẽ làm theo sự phân công của sông thì tiếng hò reo, tiếng súng nổ nhằm vào cả tốp. Ở phía khác tiếng súng cũng nổ san. Bị bất ngờ, mọi người yểm hộ cho nhau rút dần. Rất may, họ ra đến cửa rừng thì gặp một tiểu đội bộ đội đến ứng cứu. Hai bên tập trung đánh trả, khiến bọn phỉ không dám mạo hiểm đánh ra. Sắn cùng đồng bọn quay trở lại nơi vừa xảy ra trận đánh.
chiến trường đã im tiếng súng, song sự chết chóc ngổn ngang trước mắt. Xác chết còng queo trên suối cạn, xác chết túm tụm vào chỗ gốc cây. Máu từ những xác chết mắc lại làm dòng suối loang đỏ, máu bết lại trên cát, máu phun nhuộm đỏ cây cỏ ven suối chân rừng. Lòng Sắn như nuốt lửa, sự mất mát làm cho Sắn choáng váng. Hắn hiểu những quân tướng trong tay hắn giờ đây là những đồng tiền cuối cùng trong túi. Còn hơn thế nữa, đồng tiền hết tìm mọi cách còn kiếm lại được, còn quân tướng mất thằng nào là hết thằng ấy. Sắn dẫn đám quân bại trận về hang, động viên Úy Lạo từng tên. Chúng cố nén sự sợ hãi mệt mỏi, tàn ra xả hơi tắm rửa. Sắn cũng cố giấu tâm trạng đau đớn bất lực, lững thững vào rừng. Tại một góc rừng, một tướp phỉ đang tụ quanh đống lửa. Tướp phỉ có 5 tên mà đã có 3 màu áo khác nhau. Tuy 3 màu áo, 3 tiếng nói, song chúng cùng chung một tâm trạng rã rời phấp phòng, cùng giống nhau ở những bộ da bám chặt vào khung xương. Trong khi 3 tên người giấy, 1 tên người Mông ngồi quanh, mắt hao háo vào những củ sắn đồi trong than hồng, thì tên người Sao đi đi lại lại, vẻ bồn chồn lo lắng. Trong ánh trăng rừng nhợt nhạt, bóng của hắn lúc tỏ lúc mờ, khuôn mặt mồm cày đẽo hồng đầy hang hớp, lúc rõ lúc quất. Mái tóc bù xù dính đầy ánh trăng, trắng chẳng ra trắng, đen chẳng ra đen. Đám lá khô dưới bàn chân trần của hắn lạo xạo rạn vỡ. Tên người Sao đi nghĩ gì? Cả 4 tên dường như không cần biết. Cái biết của chúng lúc này là cái bụng đói lưu cữu đang sôi xèo, là mấy củ sắn đang nuôi mùi thơm trong bếp. Việc lợi dụng cái chết của binh sĩ Đài để dồn sự căm thù của người dân và các lực lượng tiêu phỉ mà Triệu Tá Sắn xảo quyệt vạch ra đã có tác dụng khi đám ma của Đài bị biến thành một cuộc nổi dậy. Trong đó, những kẻ tiếp tay cho bọn thổ phỉ lợi dụng người dân nổi lên vây quanh khu ủy ban xã, giết hại 2 du kích và bộ đội. Bị bất ngờ, bộ đội phải vừa tìm cách tự vệ vừa rút lui. Lý Văn San tuyên bố Tạ Phiên trở thành căn cứ địa của mặt trận phòng Tô Tự Trị. Trong khi đó, ban chỉ đạo tiêu phỉ tiếp nhận sự cầu cứu của một phụ nữ tên là Phan Thị Pham, vốn có bố chồng, em chồng và chồng tham gia vào đội ngũ thổ phỉ. Pham đã chịu nhiều tủi nhục khi lấy chồng. Đến một ngày, bố chồng là thổ phỉ tìm về chết trước cửa nhà cô, cộng với tâm lý hoang mang, hoảng loạn, Pham quyết định đi cầu cứu sự giúp đỡ của bộ đội và du kích. Được bí thư châu ủy Đoàn Văn Long động viên, chỉ bảo những điều tốt đẹp, Pham thấy mình cần phải bên cạnh các anh bộ đội, giúp họ tiếp cận với bà con, phân tích để bà con thấy những sai trái bất lợi khi tiếp tay cho thổ phỉ. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiết tiểu thuyết thổ phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Tên người Mông vớ thanh củi đang cháy đứng lên. Mày vừa bảo cái gì? Tao bảo cái máu nhà mày ấy, động một tí là tự ái trôi lên cổ, giữa rừng giữa núi mà cứ như đứng trước bàn thờ nhà mình không bằng. Tên người Mông đỏ mặt, hắn biết không thể cãi được đồ lươn lẹo chó má này. Hai mặt đỏ bừng, hai tay run lên, hắn nghiến răng lao vào tên người giấy. Bị quá bất ngờ, tên người giấy không kịp chống đỡ, mấy quả đấm thôi sơn đã phải ngã ủi xuống như cái bao tải cát bị rơi. Tên người Mông phủi tay lầm lầm bỏ đi, tên người giấy vùng lên đuổi theo được, thằng chó chết đứng lại. Tên người Mông dừng chân quay lại, vừa lúc tên người giấy như một mũi tên đâm sầm vào tên người Mông. Cuộc ẩu đả một sống một chết làm cả hai bật cả máu mồm máu mũi. Từ góc khuất một lùm cây,
chứng kiến sự cảnh chó mèo cắn nhau. Sắn lắc đầu chán nản, hắn ra khỏi lùm cây lủi lủi về hang. Mưa dai dẳng nối từ đêm sang ngày, trôi từ ngày vào đêm như sợi dây rừng lần được đoạn nào biết đoạn ấy. Thỉnh thoảng mặt trời hồng lên tưởng như hút hết những giọt mưa mau, song cái cố gắng hư ảo ấy nhanh chóng tiêu tan khi từ trên trời nước lại từng dòng đổ xuống. Sự dùng rằng đi ở của ông trời làm mặt đất cũng như sinh vật trên mặt đất khốn khổ. Song cuộc sống vốn theo quy luật của nó, sau mưa là trời hừng nắng, nắng lên làm vạn vật bừng tỉnh, nắng như rót mặt xuống làm cả vùng rừng ánh lên màu mỡ gà. Những ngọn gió theo nhau nhẹ nhẹ thổi, những chiếc lá chạm vào nhau bật lên những tiếng kêu xào xạc ấm áp. Mặt đất ấm dần lên bởi được những tia nắng rọi vào. Nắng lên làm cho cái ăn nuôi mình, nuôi ngọn lửa trong bếp, lôi đầu, lôi dân bản ra khỏi cái ổ phải chui rúc cả tháng vì rời hành người hành. Những lời hăm dọa đe nẹt thổi ra từ trong rừng, từ những cái chết bất đắc kỳ tử, làm cho mọi người trong bản nơm nớp lo sợ. Song tội ác cũng giống như dông bão. Cơn bão nhiều khi ấn xuống người ta vào góc nhà gầm giường. Tai nghe tiếng mưa quất gió rít, cây cối vật vã là tim mất nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay run lẩy bẩy như uống nhầm thuốc. Nhưng ngày nào cũng có bão, thì mưa gió cùng lắm cũng chỉ như ông ngoáo ộp. Có lo, có tránh đấy, xong rồi cũng quen dần, chai dần và tìm cách thích nghi để mà sống. Lời xấu, lòng xấu cùng những việc làm trời không dung đất không tha của những kẻ xấu trong rừng cũng vậy. Tội ác đe nẹt của chúng ban đầu làm cho ai nấy run sợ. Có người cả tuần không dám ra khỏi nhà, bụng không biết đói, mắt không biết ngủ, đái ỉa cho tuốt vào một đống ro góc nhà. Đêm đêm thân phận và bổn phận nhạt nhòa theo tiếng nghiến răng của lũ thạch sùng. Nhưng người ta không thể sống mãi như con rúi con chuột. Ánh nắng mặt trời lôi họ ra cửa, cái ăn lôi họ ra khỏi nhà, công việc lôi họ vào rừng. Cái chết rình rập một ngày còn sợ, rình rập 10 ngày, thậm chí vài chục ngày còn sợ. Xong cái chết cứ triển miên hết ngày này sang ngày khác thì con người quen đi. Đầu cũng như mọi người, vừa nắng lên là cô cùng một số người to gan mon men dần ra khỏi cửa. Ban đầu là cánh rừng sau nhà, mảnh vườn trước cửa. Sau, chui vào rừng lấy măng, lấy rau, lấy củi. Bộ đội tuần tra canh gác, bịt kín các lối ra vào bản. Không sao, họ luôn nói vì dân lo cho dân, nên gặp những người cùng khốn run rẩy sợ hãi vào rừng tìm cái nuôi bụng nuôi bếp lửa là họ mỉm cười thân thiện. Xin phép xem cái hồi trên lưng, cái túi khoác bên mình có cái gì không hợp pháp không, rồi vui vẻ cho đi. Sợ bọn phỉ đón đường ư? Thì cũng sợ mãi rồi. Hơn nữa mưa gió, cán bộ bộ đội tống hết vào rừng sâu rồi. Sớm nay Đầu quyết định lên hương thuốc phiện. Đã đến cữ thu hoạch, nhựa từ những cánh hoa tím trắng hồng quyến rũ đến mê hoặc của cây thuốc phiện náo nức lần vào những quả thuốc to tròn như quả lựu đang đợi người. Xưa nay ngoài ngô lúa, cả vụng này trông vào thuốc phiện, thuốc để hút, thuốc để nộp thuế, thuốc để đổi chác mua bán, thuốc làm cho nhà giàu có thêm bạc trắng trâu ngựa, làm cho nhà nghèo có chỗ trông vào. Đặc biệt các cô gái sắp đến tuổi lấy chồng có thứ để tích góp vốn liếng. Mấy năm nay chính quyền cấm ngặt việc trồng và buôn bán thuốc phiện, song nàng tiên nâu đã ngấm vào máu và thịt người thịt rừng rồi, nên các nhà từ cán bộ xã cho đến con nghiện làm cho thân tàn nhà tan đều lén lút chui sâu vào rừng gieo trồng loại cây chết người này. Năm nay cũng vậy,
Trước khi biến loạn xảy ra, hạt thuốc phiện trên những mảnh nương được giấu kín như châu già ẩn nắng đã bật mầm. Được mưa hòa gió thuận, nương nào cây thuốc cũng vươn lên như cây ngô, cây rau cải. Những quả thuốc to như những cái chén trống trên nương vươn lên ngạo nghễ, làm những người đang đói ăn đói mặc, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều bà nhiều cô dẫm lên sợ hãi lửa cháy, mang chùm dao sắc mỏng vào ở lì trên nương lấy thuốc. Đầu cũng vậy, mẹ mất từ lúc cô còn coi quần áo là phiền phức vướng víu, hai bố con một cây một cọc bám vào nhau. Phỉ nổi bố và rừng theo phỉ, để lại cô ngơ ngác giữa điêu tàn. Trong lúc thời thế đảo điên, mạng người như mạng chó, chó cũng phải ăn phải uống phải phòng thân, chứ cứ gì con người. Đầu người thon nhỏ tóc dài, mặt trái xoan, đầu chim ngói, mắt hạt nhãn, thân thể mềm mại như nước suối. Nghĩ đến đầu, người trong bản nghĩ đến con búp bê trong tủ hàng ngoài phố, đến con chĩ trắng trên núi Hoàng Liên. Đầu không phải con búp bê, không phải con chĩ trắng, sinh ra không một ngày ngọt ngào vây bọc, lớn lên vắng bóng đổ đầy, quanh năm ướp trong khổ ải, nên sự ngang bướng lúc nào cũng trồi lên như mô đá giữa lòng suối, uống hồ cả tháng qua mưa gió phỉ phiết, làm cho đầu như con chuột chịu khói. Cơ thể đầu mệt mỏi buông xuôi cam chịu, nhưng con ngựa bướng bỉnh cứ cựa quậy không yên, nó muốn được phô ra giữa thanh thiên bạch nhật. Đầu bước ra khỏi nhà, trước mắt cô là cả bản tiêu điều sơ sát. Trong những ngôi nhà đeo bám và sườn núi, chỉ còn toàn đàn bà, ông già, trẻ con nghèo đói bay ra khắp nơi. Quanh đi thấy toàn những hình nhân da bọc xương, trong bộ quần áo chàm lùng thùng bợt bạt. Quanh lại thấy toàn những kẻ mặt bùng da trì, đi về lầm lũi như những cái bóng, nhếch nhác, đói khổ, cam chịu hiện lên trên từng nét mặt. Không biết những người theo phỉ, trong đó có bố đầu, nghĩ gì nữa. Trong báo người ta ai cũng lo nhà đổ, còn những người dưới gầm trời phòng tu này thấy bão lại đua nhau đi đón gió mời mưa về, du nhà du cửa nhà mình. Trời hừng nắng, trong những hẻm núi, những dòng thác mỏng mảnh như những con rắn trắng bò ngược lên tới tận đỉnh rừng. Mặt trời càng lúc càng xa vời vợi, tiếng ầm ào của thác nước nhỏ dần, phía trước bỗng xoáng ra một khoảng trời màu xanh thẫm. Những búp lá thoát thai từ đau đớn, thân cành run rẩy e ngại nếp vào những nách lá đang khô đét trên những cành cây mốc meo. Ngọn gió thổi qua cánh rừng, hét ngược tà áo vướng víu trên người, làm đầu như mê man, lòng đầu khấp khởi như sắp được ăn cỗ. Tạm lãng quên những lo lắng phập phồng, tạm lãng quên những vất vả đói khát. Trong tâm trạng của người đang yêu, đầu phấn chấn nhảy chân sáo trên con đường rừng quen thuộc. Mỗi bước đi của cô làm cho mặt đất nở ra hoa. Đầu đã lên đến nương thuốc, cả hẻm núi như một thảm hoa rực rỡ, màu tím, hồng, trắng trên cái nền xanh dờn màu lá, mùi ngai ngái ngầy ngậy từ quả thuốc với lên như mời như gọi. Đầu lấy chùm dao sắc mỏng, cần mẫn nhẹ nhàng khéo léo khía dọc theo thân từng quả thuốc. Từ những nhát khía, dòng nhựa trắng đục như sứ ứa ra. Đúng ra dòng nhựa ấy phải để qua mấy đêm tầm sương tầm gió cho đặc quánh, màu sữa chuyển sang màu đen, rồi mới gạt vào bát mang về ủ. Xong trong lúc loạn lạc, thu được chừng nào quý chừng nấy, nên cô đi giật lùi khứa hết một vòng nương, rồi quay lại tỉ mẩn lấy nhựa. Đầu lấy nhựa thuốc xong, trời đã ngả sang chiều. Cô nhìn trời nhìn đất, rồi khoác hồi xuống núi. Con đường mòn đã đưa đầu tới thác Ách. Đó là ngọn thác sinh ra từ đỉnh Pusamkap. Phía trên thác là dòng nước lực lưỡng được tán mỏng rào rào đổ xuống,
Phía dưới tháp, qua cái vũng giữ nước là vực thẳm như miệng con quái vật khổng lồ hút tụt cả dòng nước vào bụng, khiến dòng thác đang gào réo chỉ còn lưu dấu bằng cách vọng lên tiếng rên ầm ầm, âm âm, yếu đuối. Đào bị dòng thác làm khựng bước chân. Lần nào cũng vậy, cứ đi ngang qua thác ếch, nhìn dòng nước như những sợi tơ thả từ trên trời xuống là đào sững người, náo nức, lòng dạ hân hoan sôi réo. Đào theo tiếng sao có nghĩa là đám mây. Đám mây ấy đã bao lần nhờn nhơ đậu lại vui chơi thỏa thích ở nơi này. Dòng thác kia đã bao lần nuốt đầu rồi lại nhả ra như trò đùa. Đã bao lần da thịt cô sung sướng cương lên đón đỡ dòng nước quất tơi bời vào da thịt như những hạt mưa rào quất vào thân con mũi chú. Đã bao lần vụn nước hiền hòa đón nhận mơn trớn cái cơ thể mềm mại non tư, rồi hấp nóng dần từng mạch máu trong làn da tươi mát. Vượt thầm, miệng con quái vật khổng lồ kia đã nhiều lần nhận những quả bầu đắng phơi khô, trong đó có lưu dấu vết của mình, với ước muốn thơ ngây rằng một ngày nào đó, người ở cuối dòng sông sẽ tìm đến làm quen với người con gái sơn nữ mộng mơ. Bao vỏ quả bầu đã chui vào ruột núi, mà chẳng biết nhân thế vô tình hay bộ răng con quái vật dưới gầm thác nghiền nát ước vọng của đầu, mà chưa một lần được hồi âm trở lại. Đầu run run tháo gùi ngồi xuống tảng đá bên vụn nước. Cô mở to mắt, làn gió ướt đẫm hương thảo quả bay là là mặt suối, làm cho dòng nước trong mát sực nước hương thơm. Tiếng thác ùa vào tâm hồn trong trẻo của cô như dàn đồng ca tiếng chim buổi sớm. Những sợi nước mỏng nuột óng mát mẻ như tơ, làm tuột trôi những đau buồn uất ức khó xử đang ngấm vào cô như tràm ngấm da. Nó làm nguội đi những hờn giận thấm xuyên qua làn da mỏng, dâng lên trong cô một sự sảng khoái dễ chịu. Cảm giác dạo dực khiến con tim lá gan cô muốn bung khỏi lồng ngực. Phấn hứng dành lên, cô nhìn trước nhìn sau, trời đất núi rừng chìm trong thanh bình thơ mộng, hoang vắng yên tĩnh, mở đường cho khát khao khoái cảm, cho chủ quan tự tin. Cô từ từ lột bỏ quần áo, từ từ đi xuống vụng, thanh thản như nàng tiên cá sau một chặng dài sải cánh, đậu xuống bến nước thần tiên. Dòng nước như liều thuốc tiên, làm cho đầu khoan khoái tới từng lỗ chân lông. Cô vùng vẫy ngang dọc cho bỏ những ngày bứt rứt khó chịu. Cô kỳ cọ miết đi miết lại cho bụi bặm hơi hướng ám khói tù động bong khỏi làn da, trả lại màu trắng hồng mềm mại tinh khiết rời đất mẹ cha ban tặng. Cô ngụp sâu xuống lòng vụng để rũa bỏ những ưu phiền. Cô vô tư như đàn cá tung tăng qua những tảng đá đầy rêu. Đầu thích thú vui đùa cùng dòng sữa của mẹ núi, cho đến khi da rẻ tím tái, người ngợm run lên vì lạnh, cô mới cho chân chạm vào bờ vụng. Cô vừa thích thú cho hai hàm răng đánh đàn, vừa co ro nhảy lò cò tới chỗ tảng đá để quần áo. Thì từ mé rừng, ba hình người lờ lờ đi xuống. Đầu giật mình tái mặt, cô vơ vội mớ quần áo ôm chặt lấy ngực, hai mắt dại đi, chân tay run lẩy bẩy. Cô cố lùi, nhưng ba hình nhân đói khát như ba con trâu đói vào được ruộng mạ non. Chúng không nói không rằng, mồm gừ gừ, chân tay chậm rãi vờn mồi. Trong sợ hãi tột cùng, con dao nhọn mảnh như cái lá chít, vật tự vệ cuối cùng của người phụ nữ dao trong mớ quần áo rơi ra. Một tia sáng lóe lên, đầu bỏ mớ quần áo, cúi xuống nhặt con dao nhăm nhăm một sống một chết. Sự chống cự của đầu càng kích thích ba con thú hình người. Chúng vây quanh gầm ghè vờn cô như mèo vờn chuột. Một bàn tay gấu tóm gọn cổ tay đầu siết chặt, lưỡi dao rơi khỏi tay cô rồi lẫn ngay trong đám lá khô.
đau vùng lên, nhưng sức lực đuối dần, đuối dần. Ba hình người thong thóc lôi đầu vào rừng, đến chỗ cây xương già bạnh rộng như bạnh đa, lá khô phủ đầy hàng gang dưới gốc. Chúng đẩy cho cơ thể trong trắng, ấm áp hơi rừng, tô hô trên nệm lá. Rồi ba cái đầu bù xù cắm trên ba thân thể đói khát, nghe răng cười man dở. Đầu vùng vẫy chống chọi cho tới khi sức tàn lực kiệt. Đau đớn từ bụng dưới, từ cấu xé soi sói lên tận óc, cô lịm dần. Tiếng thào thào ma quái của bọn quỷ đội lốt người đẩy cơn mê của cô sâu vào những hang hốc đen ngòm tăm tối. Đầu tỉnh dậy thì nền trời phía đông đã chuyển sang màu sáng. Trên nền trời ấy, trăng giữa tháng như cái nắng máu đang lờ lờ xuống dốc. Rừng núi mênh mông được ướp trong hơi sương ẩm ướt, trong ánh sáng lạnh như ánh lửa dưới cõi âm, khiến cả vùng giống như cái nhà xác khổng lồ. Tiếng cú kêu, tiếng run rế rên rỉ càng làm cho không khí thê lương chết chóc bao trùm. Trong mơ hồ mông lung của vô cùng vô tận, trong nhoi nhói của nỗi đau nhục thể, Đào dần dần ý thức được thân xác đau đớn, ý thức được cảnh ngộ khốn nạn của mình. Đào khẽ cựa mình, toàn thân cô rời rã ê chề đau buốt, từ miền sung sướng trời cho thốn lên. Dấu vết của hoen ố nhớp nhác trên đùi, trên ngực, trên mặt cô bết lại. Nỗi đau thân xác song hành với nỗi đau mất mát, khiến cho cô người một nơi hồn một nẻo. Cô ngờ ngẫn nhìn rời, nhìn đất, nhìn cây, những giọt nước mắt tủi nhục dâng lên ẩn ẩn. Rồi đau khát, khát kinh khủng. Cơn khát từ bị rút hết sức lực, từ bị giang trong lửa bỏng, làm cho toàn thân đau như cục vôi chưa tôi. Đau lảo đảo vịn vào cây rừng, lần ra bờ vụng. Nhưng cô chưa ra được tới mép nước thì hàng vạn cái hoa cà hoa cải đã kéo cô vào với thế giới mông lung. Trên khúc suối trong vắt, sắn đang thả sức nô đùa cùng quân lính. Đặc tính của người Dao là thích tắm, sáng tắm, trưa tắm, tối tắm. Lúc nào có điều kiện là nhờ nước làm sạch mình lúc ấy. Tắm trong nhà, tắm ngoài suối, đã tắm là được phép phô phang da thịt. Sắn cũng không ngoại lệ. Sắn làm đội, làm vua, bại trận phải chui lùi trong hang trong rừng, rồi làm đến tổng chỉ huy. Hầu lúc nào sắn cũng có người hầu kẻ hạ, muốn gì được nấy. Nhưng sắn vẫn thích tắm theo kiểu thủy tổ đã tắm. Không những thế, sắn còn thích tắm chung với đám thuộc hạ lính tráng. Sự hòa đồng đến thái quá của sắn làm cả tướng lẫn quân thích thú ngưỡng mộ. Còn gì vui hơn được đùa giỡn với vua. Trêu đùa vật nhau chán dế nước, sắn tích khỏi đàn, lên bãi cát nằm sấp xuống thở phì phì. Tên hầu lùi lũi lên theo. Sắn quài tay vỗ vỗ lên cái lưng nâu bóng của mình. Tên hầu hiểu ý. Hắn lấy viên đá nhám kỳ mạnh lên da thịt chủ nhân. Sắn thích thú rên lên. Kỳ mạnh nữa vào, kỳ cho bật máu ra đi. Tên hầu được lệnh gồng người lên, trà sát viên đá như đánh giấy sáp lên tấm gỗ. Chỉ được vài đường kỳ màu nâu trên cái lưng cánh phản đã đổi sang màu tôm luộc. Bỗng một tên tay chân của sắn từ trong rừng phóng ngựa ra, thấy chủ tớ như hai con đười ươi trên bãi cát, hắn phì cười. Nghe tiếng cười, sắn đã biết kẻ đó là ai. Không thèm quay lại, sắn bảo có việc gì. Tên tay chân giật mình nghĩ bụng, lão này có mắt sâu gáy hay sao mà biết mình đến. Sắn gằn giọng,
Có việc gì? Tên tay chân giật mình, hắn vội xun xoe. Dạ, việc thử lò than đã xong, đã ra mẻ than đầu tiên rồi ạ. Tốt, muốn qua được mùa đông, phải chuẩn bị nhiều than tốt, phải không để lo nghỉ ngày nào. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, tiếp tục đốt lò đi, mai ta sẽ mắt nhìn tay sờ đấy. Dạ thưa tổng chỉ huy. Còn việc gì nữa? Dạ. Tên tay chân ghé mồm vào tay sắn, nói nhỏ chuyện ba tên lính hãm hiếp vợ chưa cưới của cháu nội cụ giáo cho. Sắn giật mình, bật dậy như bị ông đốt, hắn gầm lên. Về, về hang tổng hành dinh ngay. Tên hầu cuống cuồng vơ đám quần áo lại cho thủ lĩnh. Sắn lập bập mặc quần áo, lập bập lên ngựa ra roi. Tên hầu và tên tay chân vội vã lên ngựa phóng theo. Ba đứa về đến hang tổng hành dinh, thì Phùng Dồn Thanh và Vàng Phú Hùng đã có mặt. Vừa nhìn thấy đám bộ hạ, Sắn đã thét lên: đưa chúng vào đây. Một tốp phỉ dẫn ba tên đã hiếp đầu vào. Sắn rút phép khẩu Bắc Học ra vẩy ba phát, ba viên đạn xé gió xẹt qua mang tai, làm cho ba tên phỉ nhũn người quỳ gập xuống lạnh như tế sao. Sắn gầm lên như con thú: lúc này là lúc nào? Lúc này là lúc nào hả? Chúng mày muốn làm con chó, tao cho làm con chó luôn. Muốn về với đất, tao cho về với đất luôn. Cùng với tiếng gầm là những quả đấm cú đá nện vào ba thằng như nện đất. Hai tướng phỉ Thanh Hùng oai hùng là thế, nhưng trước sấm trước sét phải ngồi im như thóc. Khi cơn giận ăn hết hơi hết sức Sắn, thì ba tên phỉ nổ ra như ba cây cài trần. Sắn quát vệ sĩ trói ba tên vào cột, rồi nện những bước chân cuồng loạn trên nền hang. Cả mặt trận đang gặp cơn bĩ cực, mà ba thằng giặc lại vuốt sâu hùm, lại châm lửa đốt nhà, phải giết. Cả bọn run như cầy sấy. Phùng Dồn Thanh len lén đến bên chắp tay: thưa tổng chỉ huy, chúng nó biết tội rồi, việc này chưa đến nỗi phải lấy đi ba mạng người. Sắn quay phát lại, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, hai cánh tay như hai gọng kìm ghìm chặt lấy cổ áo Thanh. Chưa đến nỗi, rồi cụ giáo sẽ đến đây hỏi tội, rồi bao nhiêu công lao thu phục lòng người, thu phục lòng rời đều ra sông cái cả, ông biết không? Ông có biết không? Ông phải biết là trong cái lòng thúng phòng tô này, cụ giáo là người như thế nào. Sau cú rời sáng này, cụ sẽ làm những gì? Rồi tôi, rồi ông, rồi cả cái mặt trận phòng tô biết bao công gây dựng sẽ thành cái bong bóng trên sông. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Thanh ngớ người. Hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Sắn buông tay khỏi cổ áo Thanh, dáng con gấu lờ lờ đến túm cổ áo từng thằng lính, lên tiếng: mày, tội của chúng mày không chỉ tự bỏ vị trí hãm hiếp con người cùng chung tay chung sức với mình, mà mày còn động đến người sẽ là chốn nương tựa của tao. Chúng mày có còn là người nữa không? Cả ba run rẩy. Sắn ra khách hàng với cái túi da dê đựng rượu, mở nút đưa lên miệng tu như tu nước lã. Rượu từ miệng túi phè ra chảy ướt đẫm cả cổ áo. Lửa trong rượu không làm nguội được lửa trong lòng. Sắn lặng lặng rút túi da dê quẳng vào một góc, ngồi gục xuống, giơ hai tay ôm đầu, dáng mệt mỏi đến tột cùng. Cả bọn sững sờ. Cái hang khổng lồ vốn đã im ắng lại gặp cảnh bếp không cháy, người không nói, rơi không bay, nên lại càng im ắng. Một lúc sau Sắn ngẩng lên, đưa đôi mắt mệt mỏi quệt khắp lượt, rồi đến bên ba thằng lính, ngửa cổ từng tên. Đàn ông ai chẳng máu mê đàn bà, nhưng chúng mày làm không phải lúc. Tốt nhất chúng mày hãy chịu đựng. Ta sẽ lập một tòa án binh giả xử bắn chúng mày, mở đường cho chúng mày chạy sang bên kia biên giới ẩn thân. Khi sự nghiệp của ta thành công, chúng mày hãy về. Ba tên lắp bắp vâng dạ, nước mắt cá sấu chảy dài trên má chúng.
Sắn bảo hai tên tướng phỉ thả cho ba thằng, giao cho dồn lên nắm tình hình trên Tà Phìn, rồi sắp xếp việc đón cụ giáo Trông. Sau ngày biến Tà Phìn thành căn cứ địa của mặt trận phòng tô tự trị không lâu, lực lượng thổ phỉ này đã bị trung đội du kích do Sông làm chỉ huy truy quét vào rừng sâu. Sự căm thù thổ phỉ dâng cao trong lòng những người lính đang làm nhiệm vụ khi thấy đồng đội mình bị phỉ giết chết một cách dã man. Tuy nhiên, những người lãnh đạo như Sông rất biết kiềm chế tình cảm và thực hiện đúng chính sách tù binh. Trong khi đó, đội quân ô hợp của Triệu Tá Sắn đã không chịu được gian khổ, tìm cách lần mò về gần bản để tìm thức ăn và thỏa mãn dục vọng. Ba tên lính của Triệu Tá Sắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Đầu, một cô gái xinh đẹp của bản, vốn là vợ chưa cưới của chất nội cụ giáo trò. Vụ việc này đã khiến Triệu Tá Sắn nổi điên, định hạ sát cả ba tên lính, bởi Triệu Tá Sắn biết rất rõ ảnh hưởng của cụ giáo Tròn đối với dân bản và với cả lực lượng thổ phỉ. Hơn nữa, chính Sắn cũng đang dựa vào uy tín của cụ giáo để gây dựng lực lượng. Sau cùng, Sắn chọn cách giả bắn ba tên lính và tạo màn kịch để ba tên lính này trốn sang bên kia biên giới, chờ tình hình yên xuôi sẽ trở lại. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Khởi vui mừng vì có Pham làm nhân mối ngay trong lòng dân chúng, thì hai chiến sĩ đi tuần trong rừng cõng về một cô gái. Nhìn bộ dạng tả tơi của cô, lòng anh trào lên căm giận đau xót, căm giận bọn mất hết tính người, căm giận ngay chính mình vì có đủ thực lực trong tay mà không giữ nổi sự bình yên cho một con người. Cô gái được chăm sóc bằng tất cả những gì có thể, song nỗi đau tinh thần, nỗi đau nhục thể quá nặng, làm cho tâm thần cô triền miên trong trạng thái bấn loạn. Cô sợ bóng người, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ cả những thứ mà cán bộ bộ đội mang đến để duy trì sự sống cho cô. Như con chuột bị bẻ gãy bốn chân vớt lên tiểu vũng nước lạnh, cô cứ chúi đầu vào góc nhà run rẩy, thấy người, thấy tiếng động là rú lên. Lòng cắt cử người kiên trì chăm sóc, kiên trì chờ đợi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đến ngày thứ năm thì trời cũng chiều lòng người. Những giọt nước trong đôi mắt vô hồn của cô gái ứa ra được, thì nỗi thống khổ òa ra, nỗi niềm thân phận òa ra. Sâu chỗ những lời nói ý thức vô thức tuôn ra từ miệng cô gái, Long biết được cô tên là Đầu, người bản Trung Trải. Bố Đầu bị ép theo phỉ vào rừng, cô bị người xấu làm nhục ở trong rừng. Ước vọng duy nhất của cô lúc này là gặp được Triệu Phú Vương ở Xín Trải, người đã thề xe duyên kết tóc với cô. Thế là đã rõ, từ sau ngày làm lễ cấp sắc Vương bị bố cho tù lòng, Vương phải rời khỏi chức bí thư đoàn thanh niên xã, tách ra khỏi trung đội dân quân, không được tham gia hội họp đoàn thể, phải ngày đêm chúi mũi và đống sách nôm giao cổ. Giống như kẻ trên cái mạng đang xuôi theo dòng suối này bị bè quạt sang dòng suối khác, Vương không hiểu, cậu quyết liệt phản đối. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi thể hiện mình, bỗng dưng tách ra khỏi xã hội để giam mình trong phòng kín, khác gì con chim bị tách ra khỏi đàn. Sách cổ người sao thì nhiều, nhiều lắm. Trong hành trang chạy loạn của ông cha, ngoài những thứ giúp nuôi sống mình,
còn có Tứ Thư Ngũ Kinh, Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử. Có lý có lối về làm ăn, về nghi lễ phong tục, về đối nhân xử thế. Cạnh những quyển sách cổ còn có nhiều quyển mang âm nghĩa mới từ nền tảng văn tự cổ, do người Dao nghĩ ra cho hợp với tiếng nói, cách nghĩ, cách sống của người Dao ở nơi ở mới. Sách cho con người bao nhiêu thứ, mở ra cho con người hiểu được trước mặt sau lưng, bên phải bên trái. Nhưng giữa lúc ngoài cửa có trộm, trong bàn có cướp, mà đóng cửa bịt tai nhai nuốt chữ nghĩa là vô tâm, là sai lý sai lối. Vương ấm ức đòi rõ trắng rõ đen, cậu lôi ruột gan mình bày ra trước mặt bố. Bố cậu ậm ừ, rồi lớn tiếng giảng giải một thôi một hồi về đạo lý của người quân tử, về học cách thu phục lòng người, về muốn giúp đời phải thông hiểu chữ nghĩa thánh hiền. Vương không cãi được bố, và bố cũng không cho cậu cãi. Cậu đành ra mình trong ấm ức, mở sách nhưng không mở chữ, mở cửa nhưng không mở lòng. Lúc này muốn cứu được cô gái chỉ bằng cách cho vời Vương đến. Long giao việc này cho Phan. Phan không họ hàng dây mơ dễ má với họ Triệu, nhưng là người cũng có nỗi đau, nỗi lúng túng của kẻ có người nhà theo phỉ. Trong lúc này chỉ có Phan mới mở được cánh cổng nhà họ Triệu. Vừa biết tin Đào bị nạn, Vương thành con hổ bị nhốt trong chuồng. Từ ngày buộc phải làm con dê bỏ đàn, Vương coi gặp gỡ với mọi người là một cực hình. Với người miền núi, gặp nhau thì khó, chứ tránh nhau quá dễ, dẫu là người trong nhà. Sáng ngày ra, lúc ngựa gõ móng, gà ngứa cổ, đã trẻ có việc trẻ, già có việc già, ăn uống mỗi người mỗi cách, miễn làm sao lấp đầy cái dạ dày. Ban ngày người còn sức lực, tối ngày với nương ruộng rừng rú trong ngựa, già cả trẻ mò ở nhà lo cơm nước, theo thùa củi đuốc. Công việc bắt con người tự lập từ lúc biết lấy vải che thân. Công việc khiến cho ai nấy tự vui thú, tự say mê. Có người để chia sẻ đồng cảm thì tốt, không có cũng không sao. Bữa ăn tối tập trung cả nhà, dọn ra được thì cũng qua giờ hợi. Trẻ mò đang ngon giấc, xương cốt người già đã đòi giường. Công việc thế, phong tục thế, muốn tránh nhau chỉ cần đi lệch giờ, về lệch đường là coi như tự do. Trước đây còn lệ điểm danh, nhà họ Triệu còn có bữa tối quây quần. Phỉ nổi cụ giáo không còn kiểm soát được hết con cháu, sống trong cùng một nhà mà mấy ngày không thấy Vương, cũng chẳng thấy cụ nhắc đến. Đào bị nạn, phai đã vỡ, không còn gì cản nổi dòng nước nữa. Vương lúc hung hãn đập phá bất cứ thứ gì có trong tầm tay, lúc kêu gào như đứa trẻ bị đòn oan, ăn không vào, uống không trôi, hồn vía lúc bay lên trời, lúc chui xuống đất. Vương làm cả nhà họ Triệu cuống lên như gặp lũ. Thả Vương ra không được, con ngựa non này mà làm gì dại dột thì cả họ Triệu từ nay sẽ miếng cơm là miếng dơm, đệm bông thành đệm gai. Giam lòng ư, liệu có còn giữ được mạng sống của kẻ ăn phải bà tình quẫn trí? Vậy thì làm thế nào đây? Cả nhà tìm mưu kế, cả nhà nem nép nhìn nhau, cả nhà trông cậy vào người giữa lửa. Người giữa lửa chẳng biết làm thế nào ngoài việc hóa đá bên bếp lửa. Buồn bực, buồn bực cho chính mình, người nhà mình, buồn bực thay cho thời thế. Từ ngày Dồn và người họ Triệu buộc phải vào rừng làm phỉ, cụ giáo đã tính đến chuyện cách nạn trả thù. Người của chính phủ đến lấy thóc, ngô, trâu, ngựa, gà, lợn, bù vào việc nhà có người theo phỉ, cụ đã nghĩ tới. Bắt cả nhà họ Triệu đi học tập lao động khổ sai, cụ đã tính.
mang xác Dồn và người họ Triệu theo Phỉ về bêu ở cổng đá. Cụ đã lường nhà họ Triệu phải bò đất này để dẫn thân vào chốn mịt mùng. Cụ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng người của chính phủ bắt người để đổi người, lôi con trẻ ra để lừa lọc, mong đạt được mục đích, như bọn cướp bóc mất tính người, thì cụ chưa nghĩ tới. Cái việc bắt người rồi mời người đến thương thuyết làm cho cụ buồn đau cho thế sự hơn buồn đau cho chính mình. Lối lôi hổ khỏi rừng, dụ rắn khỏi hang mà lừa được ta ư? Nằm đấy mà mơ. Con bé có cái tên là Đầu, dù có chung da chung thịt với thằng chất nội của ta, thì nó vẫn chưa bước qua cái cổng đá nhà họ Triệu. Các ngươi coi thường ta là coi thường gốc rễ của xín trải. Muốn phân minh rõ ràng thì phải biết phải, biết trái, biết trước, biết sau. Người chặt cây đón được hướng gió là người biết thời, biết thế. Người biết lựa chiều xuôi theo dòng chảy là người thấu hiểu được tục lệ. Không rõ lý, rõ lối thì phải mở mắt ra mà nhìn mà học. Phải chỉ cho họ rõ thế nào là đúng, là sai, là làm cho nước chảy xuôi dòng không dễ. Họ nghe ta, xét mình rồi mới xét người. Không bằng kê cho bằng thì họ được, ta được. Họ không nghe thì ta cũng tỏ rõ ý của mình, rồi muốn đến đâu thì đến. Cái mạng già này, ăn cơm uống nước của rời, đến đây cũng đủ rồi. Cụ giáo quyết định đi gặp ban chỉ huy chiến dịch Tiểu Phỉ. Cụ làm sạch mình rồi thắp hương đứng lặng trước bàn thờ. Lời khấn trong ruột lễ cấp sắc vang vang trong tai cụ. Mọi vật muốn tồn tại được phải có ánh sáng, nên mặt trời được quý trọng. Mặt trời mới mọc đã như một bông hoa hồng cho hương cho sắc. Đó là thần rồng hiện lên trên đỉnh núi, rồi tạo mưa tạo nắng cho muôn loài sinh sống, rồi lặn xuống sông xuống biển để đêm về. Cũng như vậy, con suối, con sông có nguồn, cây cối có gốc, mọi việc có đầu có cuối, thì cá thả xuống suối mới đi tới tận sông. Những nén hương trên bàn thờ ngốn lửa. Trời đất thánh thần tổ tiên đã nhận tấm lòng thành của cụ. Cụ giáo thong thả ra ngắm trời ngắm đất, rồi bảo con cháu mang ô sắt ngựa ra để cụ đi làm cái việc rõ người, rõ mình. Trong lán ban chỉ huy Tiểu Phỉ, sau cái bàn ghép bằng vào già, Long đang ngồi thảo công văn. Anh ăn mặc phong phanh, cái áo màu tràm đã sờn hết cổ phanh ra để lộ khoảng ngực đỏ như cổ gà trọi. Chú liên lạc đưa cụ giáo vào. Cụ đưa mắt khắp lán. Đó là một ngôi nhà nhỏ dựng vội, song vững chãi, cũng ba gian, ba hàng chân, cũng cột chôn, xà rũi, ngoãm, vàng, chắc chắn. Cũng vách nứa đa núng đôi, mái lợp bằng bã nứa, trong nhà lấp lánh ánh sáng mặt trời, song gió mưa khó lọt. Ngôi nhà chứng tỏ chủ nhân dựng lên để ăn ở không phải một sớm một chiều. Chú liên lạc đến ghé vào tay Long nói nhỏ. Long ngẩng lên thấy cụ giáo, anh vội vã bỏ bút chạy ra vồn vã. Chào cụ, cần gì cụ cứ cho người báo, sao lại phải lặn lội thế này ạ? Cụ giáo hơi bị bất ngờ, xong cụ lấy lại ngay phong thái ung dung vốn có. Không dám, tôi đến gặp cán bộ để xin đứa trẻ lạc thôi. Long hẫng người, có sự hiểu lầm đây. Anh lấy khăn lau cái ghế vầu bị mây mù làm cho ướt sũng nhỏ nhẹ. Dạ, xin mời cụ ngồi. Chú liên lạc nhanh nhẩu pha nước, mùi chè tuyết thơm đậm làm cảm giác ấm áp lan tỏa. Cụ giáo ngồi xuống ghế, tay xoay xoay chén trà nóng, khuôn mặt cương nghị căng lên. Tâm trạng nửa muốn giải bày, nửa không của cụ giáo làm cho Long e ngại. Hơn 10 năm gây dựng chiến đấu ở phòng tô, Long đã không ít lần gặp gỡ tiếp xúc với cụ giáo. Lần nào gặp cụ, anh cũng được mở rộng thêm tầm mắt, được thỏa mãn yêu cầu.
nhưng lần nào anh cũng bị khựng lại bên ngoài ranh giới của biết và không biết, được và không được. Đã mấy lần cụ dẫn dắt con cháu hồ hởi dốc sức người sức của cho cách mạng, song cũng bao lần cánh cửa nhà cụ mở đấy mà khó vào, vào rồi lại trắng tay vui vẻ trở về. Còn lần này, anh cân nhắc hồi lâu, rồi bảo chú liên lạc đưa cô gái bị nạn ra gặp cụ. Vừa nhìn thấy cụ giáo, Đào đã chạy ào tới, quỳ xuống ôm chầm lấy chân cụ nức nở. Tiếng than thở chìm trong đè nén uất ức được dẹp bung ra như chõ xôi chín bật vung. Việc làm thái quá vượt qua ranh giới khác biệt với phong tục của cô gái làm cụ giáo bất ngờ. Cụ ngồi lặng làm điểm tựa cho con chim non lạc đàn dựa vào mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xúc động vơi dần, cô gái đau khổ kể cho cụ giáo nghe chuyện cô bị nạn. Cô bày tỏ khát khao duy nhất của cô lúc này là được gặp Vương. Không có khát khao này thì cánh rừng kia đã mất đi một nắm lá ngón, dân bản có thêm một đám ma. Cụ giáo bàng hoàng như chính mình vừa trải qua cơn ác mộng. Cả đời oằn phai gánh hiếu đễ, nhân nghĩa, trung trinh, liêm. Những cái sọt ấy vơi đi cái nào thì nỗi lo trong lòng cụ tăng lên cái ấy. Bọn người trong rừng đang cố dụ người, dẫn người mà hãm hiếp ngay con người đang cầm súng cho chúng. Thì loạn, loạn to rồi. Cụ bảo Đầu, cháu hãy đi về nhà cùng ta. Long và Đầu cùng ngớ người trước quyết định bất ngờ của cụ. Đầu ngập ngừng, dạ cháu, cháu hãy nghe lời già, già sẽ gắng làm những gì có thể để cháu bớt khổ đau. Và cụ quay sang nói với Long, thế là ta lại lụy đến cán bộ rồi. Ta biết lụy đến cán bộ là lụy đến cái ta vừa cố vươn tới, vừa cố trốn tránh. Xong việc giờ chẳng đừng được, ta xin được đưa cháu gái này về an ủi. Bếp lửa nhà họ Triệu mong được cán bộ làm khách. Long không còn biết nói sao được nữa. Tiễn con hổ của rừng già cùng với con chim non trong bão ra đầu dốc, anh không dám hứa hôm nào sẽ đến thăm nhà họ Triệu. Đầu lũn cũn theo chân cụ giáo ra khỏi lán bộ đội Long. Dưới ánh trăng sum, bóng Đầu mờ nhạt chấp chới đổ theo bóng cụ giáo. Hai người không nói không rằng, tai họa bọn phỉ gây ra với đứa con gái yếu đuối làm cụ giáo đau đớn. Cụ đã gắng tìm cho mình một lối đi. Chừng ấy năm tranh tối tranh sáng mà cụ vẫn tránh được việc ác, việc ti tiện bị ổi, vẫn giữ được sự trong sáng. Nhưng giờ đây, nhìn đứa con gái yếu ớt run rẩy thẫn thờ sau đuôi ngựa, cụ cố nén tiếng thở dài. Tiếng thở dài của cụ giáo làm cho Đầu hoang mang bối rối. Nỗi uất ức đau khổ trong cô đã vỡ đi, giờ lại đầy ứ. Cô muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn cất lời xin cụ cho về nhà mình, nhưng cuống họng ngắt ngứ như con ngỗng bị nghẹn. Gần đến chỗ rẽ, Đầu ngần ngừ muốn đi về nhà mình. Cụ giáo quay lại ôn tồn, ta biết lòng cháu đang bấn loạn, cháu cứ đi theo ta, đừng ngại. Dạ thưa cụ, nhưng cháu cứ đến nhà ta đi, ở một mình lúc này không nên đâu. Đầu nấc lên đau khổ, nhưng cụ ơi, cháu, ta biết nỗi khổ của cháu, nhưng cháu ơi, sau mưa trời sẽ nắng thôi mà. Nhưng cụ ơi, cháu đã mất hết, cháu không thiết sống nữa rồi. Cụ giáo bối rối, cụ lựa lời an ủi, cháu đừng làm khổ mình nữa, ta hiểu. Nhà họ Triệu hiểu cháu là được rồi, cháu phải cứng cỏi lên, cháu cứ theo ta về nhà, ta sẽ lo mọi việc, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cụ giáo nắm chặt lấy tay Đầu,
dắt cô về xín trải. Lòng cụ sôi lên: Dồn ơi, con cháu dòng họ Triệu ơi, ta đã đưa các con vào bể chữ thánh hiền. Các con lớn lên ra ràng, mỗi đứa mỗi kiểu, nhưng kiểu nào cũng phải trải qua bể khổ. Ta đã gắng công gắng sức làm cho các con, các học trò của ta không mê đắm vào cái bể quyền lực mà quên đi đạo lý làm người. Vậy mà ta vẫn phải lâm vào cảnh này. Bao năm qua, ta thức tỉnh u tối cho không ít người, nhưng ở cuối con đường ta lại không giữ được các con. Ta buồn, buồn lắm. Thấy con cháu đang trên con đường tối mà đành phải bó tay, thì ta nhẹ lòng sao đặng. Người ngựa đã bước qua cổng đá. Cụ giáo đưa dây cương ngựa cho một đứa cháu nội, bảo đứa con dâu sắp xếp chỗ ngồi cho đầu, rồi vào ngồi lặng trước gian thờ. Đến lúc chui vào giữa bụi gai rồi, Dồn mới tỉnh cơn mê. Phương án rung trà cá nhảy của chính quyền triển khai khắp nơi. Lực lượng bộ đội, công an, cán bộ châu tỉnh được tung xuống các xã, chỉ đạo tuần tra canh gác, nghe ngóng giám sát chặt chẽ các gia đình có người theo phỉ. Xã nào cũng có một đội công tác, gồm một tiểu đội bộ đội, 10 cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Cả vùng ban ngày rầm rập tuần canh, ban đêm bản nào cũng có súng nổ, bếp nào cũng rì rầm bàn tán. Dân là nước, là gió. Dân dù bị phong tỏa, bị bịt đường đến mấy, nhưng chuyện trong rừng vẫn bò vào nhà và bản, chuyện trong nhà trong bản vẫn bò ra rừng, làm cho bọn phỉ co cụm lại, không dám mò ra. Đau đớn đè lên đau đớn, hoảng loạn trùm lên hoảng loạn. Không ai dám gào thét rên xiết, bởi phía trước họ là bóng tối, là tuyệt đường về, vây quanh họ là rừng thẳm vực sâu. Đói, cái đói triền miên làm cho ruột gan hết sôi réo cào cấu, lại làm cho người ngợm lúc nào cũng hao hao như thiếu nước. Cổ nâu luộc chấm muối chát xít làm cứng cả cuống họng, nhưng vẫn phải ăn, không ăn thì chết. Rét, giá rét lạnh buốt từ trời thả xuống, từ đất bốc lên, quần áo phong phanh không chống đỡ nổi, khiến thằng nào thằng đấy như cày sấy, cứu cánh từ bếp lửa rừng rực không làm cho chúng bớt run. Đội của Dồn những ngày đầu còn có được sự tiếp tế của người nhà, còn cướp được của dân. Tiếng cười đùa, tiếng khoác lác trong hang còn lúc đầy lúc vơi. Sau ló ra, thằng nào bị bắt thằng ấy, đồ tiếp tế người nhà vừa đặt xuống đã có người nhấc mất. Thế vào tiếng cười, tiếng trêu đùa là tiếng chửi rủa hằn học, thay vào sự tíu tít nhốn nháo là những bóng người lặng lẽ như bóng ma. Dồn buồn, buồn lắm. Còn lại một mình trong rừng sâu, Dồn mới thấm thía sự chối bỏ của đồng loại. Anh có tội ư? Không, sự dồn đuổi đến cùng đường của kẻ đã một thời cùng vào sinh ra tử gây cho anh đến nông nỗi này. Nhưng thanh minh với ai? Thanh minh thế nào đấy? Từ khi buộc phải nhắm mắt làm phỉ, Dồn chui mình vào cái vỏ chai sạn, buông xuôi khiến Dồn rè sèn ăn, dè sèn nghĩ, choán cả thời gian không gian là chờ đợi. Mặc dù chờ đợi gì Dồn cũng không biết nữa. Dồn hiểu im lặng có thể nuôi dưỡng sự yên ổn, song im lặng giữa giông tố thường bị đẩy ra tận mép bờ vực. Dồn cũng không phải là con ếch thấy quầng sáng là tối mắt nhảy tới, không phải là loài khỉ lấy bắt chước làm vui. Dồn là con người, anh có chủ kiến của anh. Dồn không giận sắn. Giận mà làm gì? Với sắn không có quyền thế thì lấy cái ma lanh của loài khỉ để khỏa đất, để đánh lừa thiên hạ. Có quyền thế thì lấy cái gậy quyền lực trong tay để đe nẹt chấn áp, lấy cái hào hoa để chùm lên cái đê tiện bẩn thỉu
đời nào chẳng có những kẻ như hắn. Dồn nhìn những giỏ phong lan muôn màu muôn vẻ thả từ trên những mảnh cây xuống, anh cố nén tiếng thở dài. Sức sống của những loài ăn theo kia kinh thật. Chỉ mấy mẩu rễ bám hờ vào một cái hốc, vậy mà chỉ một thời gian nó đã bâm sâu lan nhanh. Còn anh không thể nào đổi màu nổi trước cuộc sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết này. Song anh cũng không dám ra hàng. Chính anh đã chứng kiến cách mạng dân chúng xử kẻ phản bội. Đó là vào cuối năm 1953, khi đó quân Phỉ đang vào thế cùng đường, bị đánh tan tứ phía. Bỗng nhiên cả đại đội được lệnh cải trang thành dân thường, xuyên qua rừng già, xuyên qua làng bản, đánh thẳng vào trung tâm thị trấn. Trận đánh táo bạo làm thay đổi hẳn cục diện chiến trận, làm phía cách mạng cay cú. Họ truy tìm nguyên nhân và cuối cùng bắt được kẻ phản bội nằm chính ngay trong hàng ngũ cán bộ. Kẻ phản bội được đưa ra xét xử công khai ngay bãi chợ. Ngày xử án, ngay từ sáng sớm, bãi chợ đã đông nghẹt người. Hàng nghìn người dân hiếu kỳ có, căm giận có, bất đắc dĩ có, mong được chứng kiến có. Họ xô đẩy nhau, im lặng nín thở. Trong khung cái khán đài làm bằng những lá nguyệt quế, lá móc tiết quanh hai cây cột làm bằng cây mai đại, tạo thành hình vòng cung, là những vị quan tòa mặt mũi sắt đá. Tội nhân được đưa ra, hắn nặng nề từng bước một, cái đầu bù xù cúi gục một cách nhẫn nhụn cam chịu. Lên tới bậc thềm, hắn run run nhìn đám đông, nhìn lên quan tòa vẻ cầu khẩn. Bên dưới, đám dân chúng đứng sát vào nhau, không khí nem đét nghi ngại bao trùm. Bỗng trong đám đông có tiếng xì xào, rồi một tiếng hét chói tai hắt lên. Nó là thằng phản bội, chính nó đưa Phỉ về tàn sát thị trấn, hãy xử tội nó đi. Cho thằng rét voi về giày mà tổ, về với đất đi, bắt nó cho run vớt đũa mối ăn xương thôi. Những tiếng hét kích động tới trí não mọi người, làm cho làn sóng người chuyển động rền vang, đẩy nhau tới bậc thềm. Viên quan tòa đứng lên luận tội. Sau bàn luận tội là 5 người lên tố tội. Tội ác bày ra, chốt hãm đã được mở. Nước xô, đá xô, tiếng kết tội của quan tòa bị tiếng gầm của đám đông làm át đi. Làn sóng người cuộn lên, nuốt chừng cả quan tòa lẫn khán đài. Tiếng hét, tiếng đấm đá, tiếng cấu xé nhau vang dội một góc trời. Sự phẫn nộ đến điên cuồng được hạ hỏa, thì nạn nhân đã thành một cái xác không hồn.